Xin chào cả nhà. Chào cả nhà. Thì chiều hôm nay nước nó cạn này cả nhà. Hai chồng Nghĩa đi vô trong rạch để mình thả lưới kiếm cá ăn nha. Giờ mình sẽ thả ở ngoài giữa rạch này luôn nè, thả trôi ra ngoài cả nhà. Để coi có cá đối không. Cái này là lưới lưới cá đối nha. Lưới nổi. Giờ chiều trong này nước cạn cái có bù mắt thấy chưa? Nãy đã anh kêu thêm cái đồ theo sức không chịu Quên lần nào biến luôn. bù mắt dữ lắm cả nhà. Không, nếu mình lấy sạch thì nó tha được. Đừng nhảy xuống sình này cái chi tùm lum rồi nó cắn thôi. Đều bay bay luôn mất tiêu cái đầu rưới nha. Ta nước này sâu quá chạy kẹo quay không cắm luôn. Trên mấy cái bãi này kiếm tôm. Lưới này lỗ có 3 phân rồi nha. Nó đi đâu hả? Ở dòng kia. Cái chân này chắc anh để dưới nước luôn. Giờ mà dở lên cái bù mắt nó đun. Người mình mà ẩm ướt là bù mắt nó phái. Cũng xa quá trời luôn anh ha. Rồi hết lưới rồi. Anh không cắm cọng dây xuống. Cắm gì đó. Để cho nó bơi bơi bơi. Dòng vô mé luôn. Đó. Cái gì kìa. Có cá dính rồi nữa cả nhà. Cá lên kèm. Quá trời rác luôn kìa. Lá cây. Rồi, cái rạch gì mà mò không đụng con tôm luôn đó nha. Đang mò tôm mà sao mà mò không có tôm. Là tôm nó đổ ra sông. Ai biết à. Có hiểu. Để em đi hỏi mấy anh chồng. Đói nha. Ừ, có cá đói nha. Cá đói bay. Thấy chứ cũng có đi. Anh không dám leo lên luôn á. Leo lên sợ bù mắt. Cắn em giờ nó bu lại còn cá mấy chục con. Cá đồng tiền. Không có tôm là không có tôm ha. Ừ. Đói nè. Đói nè. Không có con nào bự nữa. Đói bay cho mà sao đói bay thôi. Cái đói bay nó không bự thôi. Nè. Hai con luôn. Kiếm cá về ăn cũng được nè. Cũng có cá ha. Ừ. Thằng kia chắc cũng có. Nãy thấy thằng kia quậy cũng bổn lắm á. Gươm gươm thì chắc cũng yên chủ ăn. Nay có hai chồng mình với bè đó nha. Lai rai lai rai. Đó. Đó, ba con luôn. Bốn con. Không có ai lai bè mình hay gì chó sủa quá trời mà. Gần liên cục luôn nè. Ôi bổn nha. Ôi hai con. Ê bổn luôn á anh. Ừ. Rồi đang đá dính nhiều nè.
Hay ở đây nhiều nha. Ôi đằng đây khúc mấy con, khúc mấy con luôn á. Ừ. Dính một cặp luôn kìa. Ba đứa luôn hả vậy? Này ha. Ê, có cá bự kìa. Cái này dính nhiều à. Dư ăn này. Quá trời nữa. Ôi khúc này anh. Kéo em tới coi. Chục á. Quá trời bọn luôn. À, cá đói nó lên chua lắm mẹ. Cá đói bay. Bọn mới chứ anh ha. Cột lại. Chiều giống như chiều mà nước cạn mà vô rạch rồi thôi. Đúng bài của nó luôn. Trời ơi, bên đây nè, bên đây bổn nè. Ừ, nhiều chứ. Ừ. Quá trời luôn cả nhà. Mày kiếm ăn dư rồi. Ừ. Ôi, đừng có giật xình vô quần em. Anh mà giục vô một cái là nó giống như nó nghĩ em là cục bơ vậy đó. Ơi, văng tùm lum. Mua mắt nó cắn chết. Người gái như khỉ. Nó hay lắm. Khỏi không sao đâu. Chờ hai chồng gỡ cá xong đi tiếp nữa không anh? Ừ. Nữa hả? Giờ mình gỡ xong đám này đi, mình qua bên kia mình kiếm coi có cá đó bự không cả nhà. À. Treo lên đây mình gỡ. Mình có ba cái cây này ra luôn. Nó bị dắt lớn. Giờ này nước còn rộng mà phải không anh? Còn rộng. Này nước lớn tối lắm. Như mình ra. Được mớ cá này cả nhà. Còn sống luôn nó ngáp 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 rồi ha. Ừ. Đây cho cô cà ký. Đi giờ mình làm thêm, đi kiếm thêm mẻ nữa thôi. Tôi có cá bự không? Hôm qua anh kia thả cho mình. Qua bên cái vịnh đó mà anh cái này. Văng theo mé hào đây luôn. Rồi, rồi có cá nâu không? Xong rồi vô trong hào đuổi ra hả? Ừ, nó anh vô hào anh quậy ra. Cũng đâu quậy gì, đi cặp trên mấy cái này nè. Đi nhẹ nhẹ chứ mà. Đập 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 nó. Ủa hồi nãy rổ cá anh để đâu anh? Chắc là đá. À. Để ngoài chắc mấy con chó nó xử. Ờ, bữa có ai vô hỏi tại sao ở bè có mịn su mà nó có bầu được anh? Năm con chó. Bè mình tới 5 con chó luôn cả nhà. Mình su con gái và mấy con kia cũng được. Nó đẻ ra 5 màu là hiểu rồi đó. Trời ơi. Can ở đây bị cắt hết giáo rồi. Thấy không anh? Khúc cắt luôn thấy không? Điện trộm. Điện trộm á cả nhà. Canh mới thì mua hai mấy ngàn, người ta ăn chậm vậy ta bán mười mấy ngàn thôi, cắt hết cháo luôn. Chứ cái đường này mình phải nhiều canh lắm.
lâu rồi mà nó cũng chạy rồi. Cá dính. Ủa, có cái đó bự dính kìa. Ừ. Ủa, đã chưa? Qua đây kiếm cá đối gì nè cả nhà. Cá đối to to không? Hồi nãy mình thả là cá đối bay. Còn này là cá đối bà. Nãy cá đối bay này, cá đối lội. Nó lội như con lưới. Chịu quá nha, nãy lúc mà nước vừa giật rồng cái người ta lo là chạy đi bắt tích đi bắt cua, cái giờ này người ta về á anh. Ừ, chiều tối người ta về. Nhiều người ta đợi đèn đi tối luôn. Lúc giờ này người ta nghỉ tối sẽ đi sau nhà. Thấy nó quậy quậy nữa mà. Giờ mình tắt còn cá đâu rồi. Mình tắt gió lại lên. Được. Đi. Ừ. Mình như vậy. Đó. Có chẳng không một con. Dính được mấy con nè, dính được 5 con nè cả nhà, được 3 con cá bự, 2 cá nhiều giờ, 5 con cũng phải. Vừa nước càng lớn lại cái gì, tỏ là cá bưởi, đó nè. Ngoài đây thì cá không có được nhiều như trong kia mà được cái cá nó bự, còn trong kia cá nó nhỏ nó nhiều. Thế nào cũng vậy, được cái này mất cái kia. Ôi, nổi mém tém ngồi xuống. Thả lưới xong cái có mấy con cá nó nhảy nhảy giống như là nó chiêu ngươi mình nha. Người thả nữa đi. Thôi thôi cả nhà ơi. Con nhiều mình gỡ hết rồi đó. Con nhiều ăn nhiều đi. Ôi ông già này thiệt xuống ta. Còn thả được thêm mấy con bự nữa cả nhà. Mấy con này giờ mình mần nấu cơm hai chồng nhé ăn luôn. Giờ này cũng chiều rồi. Còn này mình muối lại để sáng nay có chiên ăn chiên cả nhà. Cá này chiên muối chiên cũng ngon. Còn mấy mình sẽ phơi khô.
Nhà mần đi rồi, hai chồng ăn cơm luôn. Này ở dưới ghe có hai vợ chồng nhé, cho nên mình nấu cái gì cũng đơn giản nè cả nha. Đây là cá đối, mình mần mấy con để mình nấu ngót nè. Hành cần với lại cà, mà do cần ít quá chỉ là cà chua với lại hành thôi. Rồi mời cả nhà ăn cơm với hai chồng nghĩa nha. Mời cả nhà. Vô nước rong mình làm gì cũng dễ cả nha, thả đối lưới cá đối cũng nhiều nữa, mà nó kém cái là nó tản đi hết à, nó hay lắm. Thả ở đây cũng được rồi, kiếm ăn à. Vì chứ ở đây cá đối nhiều. Hai về hết có hai chồng cũng bùa. Hổm thì mấy anh em mình đi, nay để cha đi cả nhà. Cha đi chơi. Cha với hai chồng thấy gì vậy? Nước này hai chồng nghĩa sẽ ở đây luôn, không có đi về cả nhà. Ở đây để mình đi đi bắt cua hay mình làm mấy chuyện dưới đây. Ở đây nước rong nước kém gì cũng có chuyện làm hết, không có sợ không có đồ ăn. Nói vô mùa tôm mà sao cái rạch nó không có con tôm nào. Rạch nó bị sạc rồi. Sao nó rút ra ngoài á. Nãy mình mò trong ngọt nó không có. Nghĩa xin kết thúc video luôn nha. Cảm ơn cả nhà đã xem video của mình. Nhớ cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ mình nha cả nhà. Bye bye cả nhà. Bye bye. Hẹn gặp cả nhà video tiếp theo nha.